đứa trẻ tội nghiệp này là eleno mẹ của bé mới mất để bảo vệ mọi người nhưng eleno ngây thơ còn chưa biết chuyện gì hơn nữa còn bị đám automata săn lùng để bảo vệ cô bé họ đã phải nhốt eleno trong nhà kho nhiều năm nhưng vì đã sử dụng qua nước sinh mệnh nên ký ức của cô ấy đang dần bị xáo trộn để bảo vệ eleno gai đã dẫn em gái tới quiberon pháp để học cách điều khiển dối muốn mai sau cô bé sẽ có thể tự bảo vệ mình thời gian trôi qua thềm thắt ba của cô là soji đến thăm con gái nhưng eleno lại có thể nhận ra ông ấy hơn nữa còn nhận bản thân chỉ là một con rối quên mất cách cười. Chuyện này là do con trai nuôi Sadajo Shirogen của ông ấy đã làm, hắn thật sự rất điên cuồng còn lên kế hoạch nhận Masaru làm con trai để giành được lợi ích cho mình. Vài năm sau hắn đã bắt đầu hành động người dân làng Kuruga tất cả đã bị nhiễm bệnh Zonafa, thì ra hắn ta đem lòng yêu Angelina bị Soji cướp mất. Cả hai đã xảy ra một trận chiến lớn, súng đạn của Soji cũng không thể làm gì trước con rối bí ngô một chém đã bị con rối đánh nát. Sedazo vì muốn đạt được cơ thể bất tử hắn đã tự thay thế một số bộ phận trên cơ thể bằng máy móc, hắn muốn có được huyễn thạch để làm được điều đó. Tất nhiên Soji không bao giờ nói cho hắn biết cho dù có phải chết đi nữa. Nó đang nằm trong cơ thể của Eleno con gái ông, hắn ta trước đó đã thao túng tâm trí cô bé để biến cô ấy thành hình nhân bảo vệ mình. Sau đó là cướp lấy cơ thể của Masaru để có thể phục sinh một mũi tên chúng hai đích. Sadajo đã sử dụng đến con rối thứ hai của mình tấn công Shoji tạo thành một vụ nổ lớn nhưng ông ấy đã không dễ dàng chết như thế. Còn nói cho hắn biết đống dữ liệu của hắn đã bị hủy đi trận chiến dần đi tới hồi kết Shoji đã làm giả cho cái chết của mình. Thực chất ông đã dùng máu của mình để cứu tất cả dân làng nhưng do mất máu quá nhiều nên ông đã ngất đi, thông tin bên ngoài chỉ biết ông đã chết. Lại vài năm trôi qua, Sadajo đã chuẩn bị lại dữ liệu để chiếm lấy cơ thể Masaru nhưng hắn không ngờ bị soji chặn lại. Ông ấy xông thẳng vào chiếc xe giải cứu cho Masaru, ném cậu ấy cho gai liền bị Sadazo đâm trong một kiếm. Một chiếc xe chở toàn axit lao tới trước, Soji lúc này đã ôm bom liều chết cùng với Sadazo lao vào trong bồn axit đó. Báo chí thì chỉ biết hắn ta đã chết trong một vụ tan nạn xe và từ đó bộ phim bắt đầu. Quay lại hiện thực Masaru lúc này biết được tất cả giải thích cậu là Masaru nhưng không ai nghe. Ngay lúc nguy hiểm một tên đã đứng lên và ý kiến. Hắn nói không biết thì đừng hóng hớt thay vào đó rửa cột mà nghe. Bạch Kim kẻ bắt đầu mọi chuyện chưa có chết mà hắn đã tự nhân bản mình thông qua huyễn thạch. Đầu tiên là thử vài sợi tóc tạo thành một con chó, sau đó là tới một đứa trẻ. Hắn đi tới Pháp tình cờ gặp được Angelina giống hệt với người vợ Fran của mình nhưng Shoji đã cướp mất cô ấy. Tên này bắt đầu để lộ thân phận thật sự của mình là Bạch Ngân hay Sadajo, vô diện chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, bất ngờ chưa bà già. Gai định xông lên tấn công nhưng bị đánh bại nhanh chóng cơ thể anh bị những trông nhọn gym lại. Mục đích của hắn chính là chiếm lấy cơ thể của Masaru hắn đã phá hủy bể nước muốn giết Soji để trả thù năm đó cướp bồ của mình Masaru sau khi có được ký ức cũng mạnh mẽ bất ngờ cậu ấy một chém đã xin nhẹ của hắn cánh tay nhưng tiền này không dễ bị đánh bại như thế xong tới tấn công đòn đánh đã bị Eleno chặn lại vết thương làm cho cô ấy vô cùng đau đớn sau đó hắn liền bắt Eleno đi và tẩu thoát bằng một chiếc tàu bay ông nội đã không thể cầm cự thêm nữa tuy họ không cùng huyết hống nhưng ông rất yêu thương cậu mong cậu hãy bảo vệ cho Eleno của mình mọi người bỗng trở nên co giật chứng bệnh Zonafa hóa ra vô diện đã bắt đầu hành động đưa những đám mây Zonafa đến khắp nơi trên thế giới để lây lan căn bệnh. Mặt của Masaru Kiều thằng già mất nét này cứ rửa cổ đợi anh, cậu ấy liền dùng con rối bí ngô bay thẳng lên trời tiêu diệt chứng bệnh Zonafa nhưng không được, bởi lẽ chúng chỉ là mây mà thôi không phải automata. Đồng thời lúc này cũng có một automata xuất hiện tự nhận mình là thiên sứ quần tím, gai sẽ xử lý hắn để cho Masaru và em gái thuần thú đi trước hắn ta bắn tim vô số nhưng gai tốc độ cũng rất nhanh né đòn sau cùng vẫn là bị chúng chiêu hạ cánh xuống đất trong lúc hắn ta định giết anh thì một bàn tay từ đằng sau đã xuyên thủng hắn đó chính là narumi anh ấy đang trên đường tới viện nghiên cứu để bảo vệ dự án chữa bệnh jonafa họ đã thành công nghiên cứu ra cỗ máy đó nhưng chưa hoàn thiện ba trong bốn automata cổ đại vẫn chưa chết được vô diện hồi sinh và phục vụ hắn nguyên nhân rất thú vị chính là chúng quá ngu ngốc bị hình nhân phan lửa bao năm Vô Diện đã tổ chức một buổi tiệc chúc mừng cho đám automata thâu tóm thế giới, mấy đứa automata người máy còn cả khệ họ những hình nhân vô dụng. Cùng lúc này ở trạm nghiên cứu trận chiến đã bắt đầu diễn ra vô số hình nhân đang tấn công vào nơi này, Narumi và mọi người đang phải chiến đấu với chúng. Cô gái Minh Hà đã phát hiện xác chết của những người lính trong một căn phòng rộng lớn họ còn mặc những trang phụ rất kỳ lạ, đó là do tiên đầu vàng này gây ra. Hắn bắt đầu chơi bẩn dùng đứa bé để bắt cô ấy tham gia đánh cược với mình, vật trao đổi là bộ phận trên cơ thể hoặc cũng có thể là chính mạng sống. Ba automata cổ đại lúc này đã gặp được Eleno họ sốc toàn tập tưởng cô ấy chính là chủ nhân Fran của mình, giống tới nỗi không thể phân biệt thật giả. Tên đầu vàng này rất biến thái, bắt Minh Hà chơi cho tung đồng xu chọn mặt úp ngửa nếu thắng hắn sẽ sửa cô ấy một cái ngược lại thua sẽ bị ăn đấm. Kết quả ván cờ đầu tiên Minh Hà đã thua bảo sờ nhẹ một cái mà tên này cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Tiếp theo còn dở một bộ siêu tập bệnh hoạn của mình nếu thua trong trò chơi này cô ấy sẽ phải mặc chúng kết quả chẳng cần nói cũng biết chẳng mấy chốc cô ấy trên người đã mặc toàn những bộ đồ kỳ quái. Cùng lúc này một người đẹp khác là Eleno đang được ba automata chăm sóc chu đáo dù cô đã nói mình không phải chủ nhân của họ nhưng chúng không nghe, trước khi đi còn ra lệnh chúng đừng có giết người. Minh Hà được dẫn tới phòng xác để chơi ván cược thứ ba, vẫn là trò chơi tung đồng xu ai đoán đúng sẽ là người chiến thắng. Thế nhưng lần này chưa đợi đồng xu rơi xuống Minh Hà đã đấm thẳng vào mặt của hắn, hóa ra thằng cờ hó này luôn chơi bẩn điều khiển kết quả đồng xu. Cùng lúc này đám trẻ và em y tá đã bị đám automata phát hiện nhưng chúng chưa kịp ra tay thì đầu đã phải lìa khỏi cổ bởi Narumi đã xuất hiện. Một con automata hoảng hốt thằng này may thể loại gì mà mạnh vậy? Hỏi hay lắm tao chính là mê bộ này đấy và là thằng sẽ tiễn mày trở về với các cụ. Gai quyết định sẽ ở lại bảo vệ đám trẻ nhiệm vụ của Narumi là giải cứu cho mọi người cùng cỗ máy nghiên cứu, nơi đó đang có hai tên automata kiểm soát. Bên ngoài trận chiến của Erio và automata cổ đang dần tới hồi kết anh không phải đối thủ cửa hắn ta nên phải sử dụng tối não để thao túng tâm lý. Nói ông già sống lâu nhưng chắc vẫn còn ép a làm sao có thể khiến chủ nhân của mình cười được, mà về phương diện này thì anh đây mới là bad boy. Lão còn đang mải suy nghĩ về cô chủ thì đã bị Erio lao lên tấn công, anh ông chặt lấy lão và dùng thanh kiếm chứa máu của mình để tấn công lão vì nó có chứa nước sinh mệnh. Tuy nhiên như đó là không đủ để đánh bại Automata cổ nhất. Lão bắt đầu bắn thẳng vào Ariel lại nhớ tới lời dặn của cô chủ đừng làm người khác bị thương nên đã bắn lịch đi. Một bên khác hai ông chú tóc trắng cũng đang chuẩn bị có kết quả, sức mạnh niềm tin bảo vệ những đứa trẻ khiến cho ông ấy trở nên mạnh mẽ hơn đánh bại đối thủ. Tuy nhiên vết thương cũng là không thể cứu chữa, đến cuối cùng ông chỉ muốn đánh đàn cho những đứa trẻ thơ ngây kia đôi tay tưởng tượng điều đố thật tuyệt vời sau đó liền ra đi trong thành thản. Trong lúc này Narumi cũng tới được phòng nghiên cứu mọi người đã bị thương nghiêm trọng, Minh Hà tới trợ giúp cho anh còn bắt anh lái máy bay cho mình. Hai bên lao vào chiến đấu, Tên mũi khoan liên tục tấn công Narumi nhưng hắn không biết mấy cái này với anh chỉ nhưng mũi mà thôi một đấm thì thiếu một đá thì đủ khiến hắn cặp đất. Tuy nhiên Minh Hà không phải đối thủ của tên Automata kia dễ dàng bị đánh bại. Cô ấy bị hắn chém mất một cánh tay sau đó là vết thương nặng trước ngực. Narumi rất giận dữ thằng cờ hó này dám đánh bồ của anh. Tuy nhiên lúc lao lên tẩn hắn dường như không thấm còn bị hắn đánh cho combo cú đao. Anh muốn dùng dây xích để cố định hắn lại nhưng vẫn không được, vẫn bị hắn tấn công ăn đỏ liên tục. Narumi bây giờ mới dùng tới sức mạnh thật sự của mình. Những bộ phận của đồng đội trên cơ thể anh chúng hoàn toàn không phải những máy móc vô hồn. Cú đấm của Narumi liền phá nát cơ thể của hắn. Trước sức mạnh tuyệt đối mọi thứ đều là vô nghĩa. Sau đó lại tới bản mặt của hắn bị đấm nát. Bên ngoài Gai đang chiến đấu với vô số những automata cấp thấp nhưng bọn chúng mới là người phải dén. Sức chiến đấu và ý chí kiên cường của anh. Anh y tá đang chăm sóc vết thương cho những người của sở nghiên cứu bỗng nhiên có một đoàn tàu xông thẳng vào đây. Đó chính là aero có vẻ như gai sắp không thể trụ nổi nữa rồi cơ thể anh đã tới giới hạn. Bất ngờ người xuất hiện chiến đấu lại là lão, automata cổ nhất. Lão ta đã mất đi một cánh tay nhưng vẫn trung thành với mệnh lệnh của chủ nhân không muốn làm con người bị thương. Điều này khiến Narumi cũng phải giật mình. Thế nhưng ông ấy rất nhanh đã không thể cản bước được số lượng của chúng. Narumi lần này đã xông tới giúp đỡ sau đó cả hai hỗ trợ nhau nhanh chóng lên tàu. Cuối cùng họ cũng thoát khỏi nơi này trận chiến kết thúc. Lúc này Masaru đã đuổi tới con tàu của vô diện cậu phóng ra vô số quả tên lửa tấn công nó nhưng không được, ngược lại còn bị tên Automata bắn hạ. Rơi xuống đất mới phát hiện một tên Automata thuần thú đang ở nơi này, những con quái vật cũng là sản phẩm của hắn và chính hắn đã giết chị gái của cô gái này. Cô ấy sẽ ở lại đối phó với hắn để cho Masaru tiến vào lâu đài của vô diện, nhờ kỹ thuật trộn chó bao năm cậu ấy đã dễ dàng bẻ khóa tiếc đã đụng trúng Colombin. Cô ấy không hiểu tại sao con người vừa yếu vừa tham lại lại muốn giành được chiến thắng trước Automata, bởi vì chúng tôi đoàn kết voi còn bị kiến đốt nữa là. Hơn nữa con người hiện đang là sinh vật thống trị của trái đất đấy, ngay cả người ban ý chí cho cô ấy Fran trước lúc chết đã trở thành một con người điều này làm Colombia lung lay. Cô ấy đồng ý giúp cậu tìm chủ nhân nhưng vừa nói dứt câu đã bị đánh bay, hung thủ một cô gái tóc trắng zero gây người máy. Bọn chúng được cải tạo như người máy và sở hữu bộ não của con người để có được sự bất tử, khác hẳn với đám người automata hình nhân. Một thằng lao tới cạc hiệu khoe bộ răng mới với anh mê liền bị Colombin cho lên bảng điểm số. Đã xấu thì né né một tí lại còn thích đi gặp các cú sớm. Colombin quyết định bảo vệ cho Masaru vì sự tốt bụng của cậu. Bên ngoài cô gái đang bị đám quái vật truy sát nên đã chạy vào một căn phòng gặp được anh chàng Automata cổ luôn cầm theo đàn và được anh ta giúp đỡ. Nguyên nhân chỉ có một vì mệnh lệnh của cô chủ Eleno là không được làm con người bị thương. Colombin và Masaru để chạy trốn nên đã nhảy thẳng xuống vực anh còn tưởng mình lần này sẽ hẹo thật rồi nhưng với sức mạnh của cô ấy liền có thể tạo thành một chiếc dù cô gái tóc đen được cứu đã nở một nụ cười thân thiện để cảm ơn khiến automata có chút giật mình đây là lần đầu tiên hắn thấy người khác cười colombin cũng kể cho masaru biết về mình cô được vô diện tạo ra được fran trao cho ý chí nhưng cuộc sống quá nhàm chán nên cô ấy đã đọc sách ngôn tình muốn một lần làm nữ chính nhưng cô cũng biết masaru dường như đã thích eleno nhưng vẫn giúp đỡ cậu ấy Cánh cửa lớn được mở ra họ đi tới một căn hầm bí ẩn đây chính là nơi bảo quản cơ thể của đám automata người máy khi trước. Miễn cơ thể thật của chúng vẫn còn thì có thể chuyển dữ liệu sang bất kể người máy nào để sống lại. Cũng lúc này em gái tóc đen đã bị dồn vào hầm chứa quái thú hoang dã không thể thuần hóa, nếu cô ấy không làm được sẽ bị chúng ăn sạch. Eleanor thì đang bị vô diện đe dọa bắt cô phải xem những người thân của mình trong gánh sức sắp bị thiệt mạng. Cô ấy đồng ý đi theo hắn nếu ông ta tha cho họ nhưng ngay sau đó lại bị ăn đòn đau lão ta đang lên một kế hoạch xấu xa khiến cho cô ấy phải hận thù mình sau đó hoán đổi sang cơ thể của masaru là ngon ăn rồi trong hầm ngục em gái tóc đen nghĩ đến cái chết của chị gái rất sợ hãi nhưng cuối cùng cô cũng vượt qua nó masaru vì có lại ký ức của vô diện nên cậu cũng hoạt được kỹ năng phân tách của hắn dễ dàng có thể đánh bại đám người máy em gái tóc đen hoàn thành thuần phụ thú khiến automata kia hoảng sợ bởi lẽ hắn tạo ra chúng nhưng chính hắn cũng không thể thuần hóa được hắn định chạy trốn tất nhiên không thoát được tốc độ của ngựa quỷ nó lao lên với tốc độ kinh người đánh bại ngựa chiến của hắn cuối cùng cô ấy cũng trả thù được cho chị gái của mình cùng lúc này nhóm masaru đã bị bắt lại bằng lưới điện nhưng colombin đã có sự chuẩn bị từ trước hóa ra cô đã sớm kích hoạt thiết bị mở khoang đông lạnh bọn chúng được nhìn thấy bản thể già nua yếu ớt của mình hóa ra chẳng có sự bất tử nào hết không được bảo quản họ sẽ hóa đá ngay lập tức chính vô diện cũng đã lừa họ có một cuộc sống vĩnh hằng Masaru và Colombin đã thoát ra khỏi đó nhưng lại bị ả à tóc trắng chặn lại. a à ta vừa tấn công vừa nói anh là men thì sao hiểu được cảm giác yếu đuối của bọn nhân vật phụ chúng tôi nên sau cùng vần phải xử đẹp a à ta. Cô ta cứ thế chết đi khi cơ thể thật sự đi tới. Cuộc sống vĩnh hằng chỉ là ảo ảnh mà thôi sống nhiều sống ít cứ sống theo chính mình là được rồi. Masaru đã đối mặt với đám người vô diện và Eleno, nhìn cái nụ cười nhếch mép của hắn vào tôi tôi lại cho mấy đấm chứ đứng đó mà móc. Lúc này chim nhỏ cũng mang tới con rối Alequin cho Masaru sẵn sàng chiến đấu. Em gái tóc đen cũng kéo cả đám quái thú tấn công vào đây giúp cậu. Ngoài ra còn có sự trợ giúp của Colombin, hai người họ sẽ đảm nhận chiến đấu với chúng để Masaru đi trước giải cứu cho Eleno. Trận chiến trở nên căng hơn bao giờ hết. Eleno bị bọn chúng trói lên phi thuyền chuẩn bị phóng tới vệ tinh nhân tạo ngoài trái đất, còn vô diện đứng trước thang máy ngăn chặn Masaru lên phi thuyền. Masaru gạ solo với ông ta nhưng anh bị hạ ngay lập tức ai bảo anh gái mạnh làm gì. Vô Diện đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày hôm nay chuẩn bị chiếm lấy cơ thể của Masaru thông qua việc truyền dữ liệu. Thời gian hoàn thành là 5 phút rất nhanh đã trôi qua hắn đã thành công chiếm được cơ thể của cậu ấy. Nhìn cái nụ cười uy tín này là biết rồi nhưng mà nó cứ gãi đòn sao ấy a nhỉ. Tiếp theo lão ta chỉ cần lên diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân để chiếm trọn trái tim của Eleno là xong. Lão già mất nét này nữa tán gái kiểu này một điểm về chỗ. Theo kế hoạch của lão, hai người lao thẳng tới chỗ Eleno solo tất nhiên ban đầu phải diễn yếu yếu một tí nó mới khớp theo kịch bản. Masaru giả bị bón hành. Nhưng khi đòn kết liễu được tung ra hắn lại vô tình né theo phản xạ, lão ta giật mình nhận ra không biết đối phương thực sự là ai vì cả hai hoàn toàn tách biệt. Tuy nhiên hắn vẫn diễn theo kế hoạch để cho Masaru đánh nát một cánh tay của mình nhưng hình như có gì đó sai sai. Hóa ra cậu ấy đã từng uống máu của Eleno nên cơ thể có thể phản ứng với mọi loại bệnh virus nên mấy con dữ liệu vẻ đã không thể chiếm được cơ thể của Masaru kế hoạch của lão ta đã dịt. Masaru khẩn trương muốn cứu Eleno khỏi con thuyền lại bị vô diện đánh lén lão liên tục tấn công cậu như bao cát chỉ biết chịu đòn. Trong khi đó con tàu đang chuẩn bị phóng vào vũ trụ lâu đài dần sụp xuống, tình hình trở nên rất nguy hiểm đúng lúc này Eleno lại chọc cười hắn, không cô là đang đe dọa hắn giết Masaru thì bản thân sẽ cắn lưỡi tự sát kết quả cũng không thành công, lão sẽ không để tình yêu của mình phải chết. Nhân cơ hội đó Masaru xông tới đầy bay lão giải cứu cho Eleno, cả hai thoát ra vừa kịp lúc con tàu phóng thẳng vào vũ trụ. Cũng may có bong bóng của Colombin họ mới thoát khỏi một mạng nhưng cô ấy vì bảo vệ cho họ cơ thể bị đánh cho tàn tạ. Cả tóc vàng cũng không hiểu vì sao cô làm làm như thế automata như họ làm gì có cảm xúc mà giúp con người. Không đó là tình yêu và cô ta sẽ không bao giờ có được từ vô diện sau đó thì cảnh tượng như mọi người đang thấy. Masaru cũng bước tới đây nhìn thấy cô gái này vì mình mà đánh mất sinh mạng khóc lóc đau khổ. Có lẽ Colombin lúc này đã hiểu một phần cảm xúc của con người. <laughs> Sau khi vô diện rời khỏi trái đất, mọi người đang phải hứng chịu hậu quả sau trận chiến mang lại, vô số người bị thương đang được chữa trị và dần hồi phục. Sự xuất hiện của Eleno ở đây làm Narumi rất tức giận anh cho rằng cô ấy chỉ là sirogen chuyển kiếp của Fran kẻ mang tới những nỗi đau cho con người. Tuy nhiên cô ấy cũng chẳng để ý muốn phục vụ mọi người ở đây, kết quả nhận lại bị đối xử rất phũ phàng, thậm chí còn bị ném thẳng ấm nước vào người, cái bọn này có não không vậy? Dù vị đối xử rất tệ nhưng cô ấy không hề cho bọn chúng ăn tẩn, ngược lại chỉ xin lỗi và rời đi. Mọi người đang bàn bạc kế sách chống lại vô diện vì vệ tinh nhân tạo của hắn có thể thúc đẩy căn bệnh Zonafa hủy diệt là người. Họ sẽ phải cử người bay lên đó. Narumi sẽ là người được chọn để đối đầu với lão ta còn những người khác sẽ bảo vệ anh và con tàu an toàn. Eleno cũng được di cùng để mọi người không hiểu nhầm cô ấy. Ông lão sẽ phát cuộn băng ký ức của Eleno cho mọi người xem Narumi thì không quan tâm điều đó dù cô đã giải thích bằng mọi cách. Gai cũng nói cho Minh Hà biết về chuyện này. Mỗi đêm Eleno đều dùng máu của mình xả xuống nước để giúp mọi người có thể hồi phục nhanh hơn cô ấy luôn nghĩ cho họ nhưng đổi lại chỉ là sự khinh bỉ minh hà cũng rất hối hận vì những gì mình đã làm cô ấy nhận ra sẽ không thể giành được tình yêu của naromi sáng dậy thì lại hát cho mọi người nghe nhưng lần này họ đã không trách cô ấy vì đã xem cuốn băng ký ức so với những gì họ phải chịu thì không thấm gai cũng tìm tới narumi để giải thích với anh ta nếu không được cả hai sẽ có một trận chiến để narumi sẽ không bao giờ làm hại được em gái của mình cả hai lao vào chiến đấu nhưng rất nhanh chóng narumi nhận ra ông anh này cơ thể đã tới giới hạn là Jirogen lão hóa chậm hơn con người 5 lần mà thôi. Gai sẽ ở lại đây ngăn chặn quân đoàn Automata câu thời giờ cho mọi người rời đi. Anh chỉ cần Narumi hứa sẽ không làm tổn thương em gái của mình. Minh Hà sẽ không lên chuyến tàu đó cô ấy đấm tới Eleno một cú sau đó lại nhờ hãy chăm sóc cho Narumi. Đoàn tàu bắt đầu rời đi êm ả trước cơn giông bão. Đám trẻ và những người khác cũng được máy bay chuyển về nơi an toàn. Gai một mình đối mặt với vô số Automata nhưng anh không chút sợ hãi. Anh phải chiến đấu tới cùng mong muốn em gái được hạnh phúc như lời mẹ dặn. Cho dù cơ thể đang giả hóa đá và không thể cử động, đám automata thì đông không đếm hết Masaru cũng tới đây góp vui tuy nhiên Gai đã nhận hết về mình khuyên cậu ấy hãn đuổi theo đoàn tàu. Gai dùng hết sức lực cuối cùng của mình chiến đấu ngăn đám automata nhưng anh đâu phải thần thánh, cơ thể đã hóa đá một nửa cánh tay cũng vỡ vụng. Cuối cùng dùng chút sức lực của mình kích hoạt bom đáng sập nơi này. Chấn động lớn nổ ra anh có chết cũng phải kéo theo đám automata bảo vệ mọi người. Chỉ tiếc không thể thấy em gái hạnh phúc lên xe hoa xin lỗi eleno sau vụ nổ vẫn còn một đám automata cao cấp hơn có thể sống sót. Masaru cũng bị chúng truy đuổi tới liên tục tấn công cậu nhưng không được. Một thằng còn đang mõm đã bị Masaru đánh bại. Trong khi đó một số khác đã đuổi tới đoàn tàu à ta là tay súng chuyên nghiệp đối đầu chính là Vima. Cô ta chính là kẻ đã gieo bệnh Zonafa cho em. Vima lập tức dùng sáu nóng tấn công cô ta hai bên liên tục trao đổi kẹo đồng cho nhau nhưng bắn mãi mà không có ai bị thương ảo thật chứ lại. Cuối cùng vẫn phải sử dụng dao sửa trường. Một tên Automata nhân cơ hội tấn công cô ấy đã bị thương rất nặng. Trong lúc Vima định buông xuôi thì Masaru đã xuất hiện tấn công tên Automata vừa rồi. Gương mặt của cậu khiến cô nhớ về đứa em nhỏ của mình đứng lên chiến đấu. Giờ đây là trận chiến solo phi giao của hai người. Tỷ số là 1-1 một một cả hai đều đánh bại đối thủ cuối cùng thì Vima cũng trả thù thành công. Sau đó Masaru biết được ông anh Narumi đang ở toa trên muốn phi lên đó đã bị mọi người chặn lại. Bởi lẽ đây là nhiệm vụ một đi không trở lại họ muốn Eleno và Narumi có được một khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng sau khi xem cuốn phim ký ức của cô ấy. Nhưng sự thật bên trên toa tàu Narumi rất lạnh nhạt với cô thậm chí còn không quay mặt lại và bắt Eleno phải đứng xa mình 2 mét. Thế nhưng giấy cũng không thể bọc được lửa Narumi đã hoàn toàn nhớ lại ký ức họ bên nhau. Chỉ là anh không có đủ dũng khí vì lần thực hiện nhiệm vụ này anh sẽ không thể trở lại. Đằng sau toa tàu một automata nhận đang áp sát con tàu, tình cờ à ta lại có ngoại hình giống hệt với vợ của ông chủ gánh siếc và là mẹ nuôn của hai anh em này. Năm đó cô ấy đã mất do tai nạn nghề nghiệp khi diễn xiếc, hai automata cổ cũng được Eleno cử đi chiến đấu. Lệnh của cô hãy sống sót trở về lần này cả hai rất vui sướng, tuy là hình nhân nhưng họ đang cười hạnh phúc. Masaru thì đối phó với tên có dính phản lực ở chân, hai người phóng thẳng lên bầu trời thẳng xem ai bay cao hơn nhưng lúc cạp đất thì xem ai chậm hơn. Chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao chỉ có gánh xiếc có thể đi theo bảo vệ con tàu, bởi lẽ họ đã ở cùng Eleno thời gian lâu và có được sự miễn dịch với Jonafa. Ông chủ bắt đầu thể hiện khả năng đập đá của mình để mụ ta nhìn mà học hỏi kết quả rất dở tệ bị đánh bay ngay sau đó. Tiếp theo là anh chàng tóc vàng. Automata bản chất sẽ luôn học hỏi làm vui cho người khác vì đó mà họ câu kéo được chút thời gian cắt toa. Ngay sau đó đã cho nổ đường dây phía trước khiến toa tàu phía sau bị rơi xuống vực nhưng như đó là chưa đủ hạ mụ ta vì có tới 8 cái chân nhện. Nori cũng cùng cũng lên biểu diễn. Anh nhanh như chớp leo lên nóc tàu sau đó dùng lực của mình đạp bà ta hướng về phía dao nhọn bên dưới. Sau cùng họ đã thành công con tàu cũng đổ sập xuống không biết sống chết. Hai automata cổ đi ứng chiến với hai boss, chúng rất mạnh công nghệ còn tiên tiến liên tục tấn công họ. Tuy nhiên anh chàng áo trắng đã thể hiện khả năng nghị sĩ của mình bằng tiếng đàn sóng âm đánh bay hắn ra xa, kết quả vẫn bị phá hủy đi cơ thể. Hóa ra thằng này kêu chuyên võ thuật nhưng lại mang đống tên lửa bên người. Bên kia tên ác quỷ hai sừng hoàn toàn chiếm ưu thế vì có khả năng điều khiển thời tiết. Ông già sau những trận chiến trước sức chiến đấu đã không còn lại bao nhiêu. Hóa ra hắn ngày ngày xem ảnh của Fran nên đã đem lòng si mê cô ấy. Bây giờ ông chủ đang không có ở đây chính là cơ hội tốt nhất hắn có được Eleno. Ông lão liền cười sặc lên thằng này diễn hề cười ỉa thật đấy. Automata như chúng thì là gì biết yêu đương chỉ là những cỗ máy giết người mà thôi. Hắn liền cay cú tấn công lão, sau cùng thì xin nhẹ cái thủ cấp, trận chiến kết thúc. Hắn điên cuồng lao thẳng tới chỗ con tàu hỏi Eleno thằng nào mới là chồng em thì bị cô ấy vũ phàng. Những đòn tấn công hướng tới Narumi cũng bị Eleno chặn lại. Cô ấy đã dùng tới con rối Alequin nhưng dường như cả hai không phải đối thủ của hắn dù có xông lên cùng lúc cũng không làm được gì. Đoạn tấn công của Alequin bị hắn né được sau đó liền lao tới tần Eleno bay xa. Narumi kiểu cây lắm rồi đấy bồ anh mà chú cũng dám đụng tới nhưng anh đã bị Eleno chặn lại. Cô ấy phải bảo vệ anh bằng cả mạng sống cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời mình tiếp theo liền kéo theo tên kia xuống tàu. Đối thủ của Narumi chính là tên Automata Võ Thuật. Cùng lúc này trên bầu trời Masaru đang chiến đấu với Automata phản lực cậu đang bị hắn áp đảo. Narumi cũng không phải đối thủ của tên kia vì hắn đã thông thạo tất cả các loại võ thuật, còn khi anh đá với trả đấm yếu như Sen cũng được làm mên. Liên tục bị bón hành, lúc này trong đầu anh chỉ có Eleno nghĩ lại lúc trước đối xử tệ với cô ấy anh lại càng ân thận mong cô sẽ tha thứ cho mình. Hắn ta dùng tên lửa tấn công Narumi nhưng cũng vì thế mà giúp anh nhớ ra chiêu thức khí công sư phụ dạy mình, ngay thì chết đi thằng cờ hó mõn nãy giờ. Tiếp theo liền bị Narumi tung đòn sát thủ đánh bại rơi xuống khỏi tàu. Trên bầu trời Masaru vừa cười vừa chiến đấu nhưng anh cười có tâm chút được không, cậu lao thẳng lên trời nhanh nhất có thể khiến hắn cũng bất ngờ. Sau đó lại lao thẳng xuống dùng trọng lực cơ thể để áp đảo đối thủ nhưng vẫn chưa thành công, cuối cùng phải sử dụng tới kỹ năng kiếm thuật của ông nội một chiêu chém hắn làm hai. Tình hình đang vô cùng nghiêm trọng quân đoàn Automata đã đánh tới đây một mình Narumi không phải đối thủ của chúng liên tục bị đánh hội đồng. Đúng lúc này anh cảm giác sau lưng mình là một người cực kỳ mạnh mẽ đó chính là Masaru họ đang kể vai chiến đấu. Chẳng mấy chốc cả hai đã đánh bại tất cả Automata nhưng khi Narumi quay lại muốn biết người đó là ai lại bị Masaru chụp ảnh làm cho mù tạm thời. Hóa ra Masaru đã quyết định thay Narumi bước lên con tàu phi hành ra solo với vô diện, cậu ấy muốn Eleno và anh được hạnh phúc bên nhau. Cùng lúc này Eleno đang phải chạy trốn trong bộ đồ cô dâu xinh đẹp, tên Automata biến thái kia nhân lúc cô ấy ngất rồi mặc lên cho cô. Hắn tìm thấy một em bé loài người đang khóc muốn hút máu nhưng Eleno đã xuất hiện ngăn cản. Tuy nhiên thằng áo này lại bắt đầu dùng sấm sét phá hủy nhà thờ. Đúng lúc hắn định giết họ thì bức tượng lớn đã đổ xuống. Người xuất hiện chính là Narumi hắn ta còn đang định gái thì Narumi đã xông tới một chiêu tiễn hắn về với lòng đất. Tuy nhiên lúc này mắt Narumi vẫn chưa nhìn rõ được anh gào lớn tìm con vợ và đã được cô ấy gọi tên. Narumi lần đầu nói yêu em và ăn điểm ngay lập tức cả hai có một nụ hôn ngọt ngào sau bao lần chắc trở. Một con automata tên lửa muốn bắn hạ phi thuyền của Masaru nhưng hắn đã bị Erio chặn lại, cả hai trao kẹo đồng cho nhau. Khoảng khắc hạnh phúc của Eleno cô ấy lại rơi nước mắt, tiếp sau đó nụ cười mà người xem mong đợi từ đầu phim tới cuối phim đã xuất hiện. Hai lão automata lết cơ thể thiếu sót của mình tới đây và chứng kiến được chủ nhân đang cười, họ nhắm mắt cũng rất hạnh phúc chúc mừng cho cô ấy. Người hùng thầm lặng Erio cũng làm điếu thuốc cuối cùng anh đã thành công bảo vệ phi thuyền bằng tính mạng. Masaru đã đi tới vệ tinh nhân tạo, Khung cảnh nơi này làm cậu hoàn toàn bất ngờ hơn nữa, vô diện đã có một diện mạo mới cùng vô số hình nhân Fran bên cạnh. Masaru lập tức quỳ xuống muốn hắn nói ra cách chữa căn bệnh Zonafa ở trái đất nhưng lão già mất nếp này không chịu lấy ra một con rối giống hệt Alequin. Trận chiến lập tức bắt đầu hai bên liên tục tung ra sức mạnh của mình tuy nhiên với kinh nghiệm chiến đầu của vô diện Masaru đã bại nhanh chóng. Liên tiếp là những skill được phóng ra khiến cho Masaru ngập hành hắn hỏi sao cậu lại từ bỏ người mình yêu cho Naromi. Masaru đau đớn trả lời vì người cô ấy yêu là Narumi và Narumi cũng là người yêu cô ấy trước. Nếu người mình yêu được hạnh phúc điều đó cũng đủ làm cậu mãn nguyện rồi, không ích kỷ như thằng em nào đó cướp bồ của anh và kết quả chỉ là bi kịch mà thôi. Trong lúc hắn định giết Masaru con chó nhân bản từ tóc của hắn đã xuất hiện ngăn cản. Con em tóc vàng cũng xuất hiện ngay lập tức phá nát hình nhân của Eleno. À còn hỏi vô diện có yêu mình không và so sánh với Fran thì thế nào? Cái bản mặt dọa ma này thì thế nào? biến cho khuất mắt tao một chiêu phân giã cô ta nhưng ả cũng đồng thời đâm cho vô diện một nhát để trả thù. Vì những vụ nổ dọa tóc vàng gây ra vệ tinh đang rơi thẳng xuống trái đất trong ít phút nữa, Masaru vẫn kiên quyết cứu loài người ý chí mạnh mẽ của cậu ấy đã làm cho vô diện lay động tình nguyện giúp cậu cảm giác giống như ngày xưa. Trong lúc cuối đời vô diện đã nói ra cách chữa trị cho hội chứng Jonafa chính là giọng hát của Eleno dễ thế mà cả bộ phim không ai tìm ra. Masaru qua hình ảnh vệ tinh đã truyền tin cho mọi người phát sóng bài hát của Eleno để giải cứu thế giới khỏi căn bệnh. Masaru người hùng của chúng ta còn rủ vô diện về diễn xiếc cùng mình thì tôi cũng lợi. Cuối cùng chỉ có mình cậu thoát đi ông ta và chim nhỏ sẽ ở lại cùng nhau đón nhận cái chết và sự hối lỗi với anh trai. Những đứa trẻ giai đoạn cuối cũng đã khỏi bệnh không phải chịu đau đớn tất cả mọi người đều hạnh phúc. Cuối phim là cảnh chào tạm biệt của tất cả nhân vật với nụ cười hạnh phúc. Like mạnh ủng hộ mình nhé tạm biệt mọi người.